Hôm nay mình lại đi chơi đêm với các bạn. Các bạn ơi, mình nhìn thấy ở đây có cái gì đây các bạn ơi. Wow, trời ui, ui, con gì nó kéo hao hao bóng đi này các bạn. Con ếch các bạn, ui, ui, con công là hai quả bóng bay đi này, ui khỏe thế các bạn ơi, đây này các bạn có thấy không, ui một con ếch to lắm, ui, nó kéo, đây là hai quả bóng bay đi, khỏe thật quá, ui trời trời trời, không biết là trong quả bóng bay có gì không nhỉ các bạn nhỉ, à để mình thử khám phá quả bóng bay này xem, để với bên trong có gì không các bạn nhá, lấy cái này các bạn, để châm quả bóng bay này xem, nổ ra bên trong có gì không nào. Wow, ở bên trong có gì không? Mình mò thế nào? Wow, ui, không có cái gì các bạn ạ. Wow, còn một quả con này thôi. Nó lên nhanh quá các bạn ạ. Con đấy to quá các bạn ơi. Con đấy đồng đấy các bạn ạ. Sao nó lại trông bóng bay đi đâu nhỉ các bạn ơi. Quả này để mình trả chiếc cho các bạn. Cái này nhá các bạn nhá. Wow, nổ rồi, ui. Trong quả bóng bay có cái gì thế này để mình xem nào các bạn. Wow, không biết con ếch nó mang cái gì cho mình đâu. Ui các bạn ơi, cái gì ấy, nhìn giống kẹo lắm rồi. Đúng rồi, kẹo này các bạn ạ. Wow, kẹo ba màu này các bạn ơi. Ui, thế mình đánh rơi mất rồi các bạn. Mình sẽ để thử cho con ếch các bạn ăn thôi. Đây ơi, mình bắt kẹo các bạn đây này. Các bạn ăn đi. Wow, mặt ếch quá nhiều lắm. Ếch ơi. To quá. Kinh này. Ui, đẩy tay luôn các bạn ạ. Sướng thế các bạn ơi, đây này. Thành quả của buổi tối hôm nay mình đi xoay ếch này các bạn ạ. Đây, mình nhìn nó công hai quả bóng bay. Ở bên trong có một thể hóa ra một con ếch to là to các bạn. Mình sẽ cho vào cái này của mình. Wow. À, mình có cái câu này rồi. Giờ mình sẽ đi tìm các con vật tiếp nhá các bạn nhá. Ui, mình ra đây mình phát hiện một con gì nó lăng bò nhanh thế này các bạn ơi. Wow, chà chà một con cua này các bạn ơi, to chưa? Ui to thế các bạn ơi. Ui cua đồng đấy các bạn ạ. Ui con cua này là con cua khổng lồ luôn các bạn ơi. To dã man luôn các bạn ạ. Ui, mình đậu đến nó cắn mình đấy các bạn ơi. Sợ chưa sợ chưa. Ui một bạn cua to thật các bạn ơi. Hai cái càng của nó này. May mắn rồi các bạn ơi. Bắt được ếch cả cua rồi. Đây rồi các bạn ơi, để mình bắt con cua này. À, đây rồi, nó chui xuống cái hang này của nó đây này các bạn ạ. Khôn chưa? Ui, nó nhô cái người lên. Bây giờ để mình bắt con cua này. Bắt cẩn thận không nó cắp mình. Sợ lắm các bạn. Ui. Đây rồi, mình phải cầm vào cái mai sau của nó này các bạn ạ. Ui, nó khỏe lắm các bạn ơi. À, đây rồi. Mình bắt được đây rồi các bạn ơi. To quá các bạn. Hai con rồi các bạn ơi. Ui, một con cua này. Một cua một con ếch này. Quá là to luôn các bạn. Ui, một con cua này to chưa? Wow, chà chà, ui, nó đấy, nó đang giúp vào cái hang của nó này các bạn ơi. Wow, mình đuổi nó lên rồi các bạn ơi. Ui kìa. Đây rồi, mình bắt được con cua này rồi các bạn ơi, to thế. Nó định chui vào cái vật của mình đấy. Wow, chà chà, con cua càng, cua đồng này to chưa này các bạn ơi. Ui trời, buổi tối này toàn ếch với cả cua to này các bạn ạ. Tìm đây xem có con nào nữa không. Ui, nước này cái này nó cứ ẩn ở cái gốc rễ này nó ra này các bạn ơi. Đi xa xa lên trên này tìm xem nào các bạn ơi. Đi theo những cái vết máy cắt. Ui, đây rồi các bạn ơi. Wow, ở dưới cái hung chân này này. Ui, ha của nó đây các bạn ơi. Kinh nó bò đục luôn này các bạn. Ui, để mình bắt con cua này. To lắm các bạn ơi. Ui, đâu rồi? Ui, à đây rồi. Ui, nó cắp mình các bạn. Wow, chạy đây rồi các bạn ơi. Buổi tối đi xoay đêm mà sướng chưa này các bạn ạ. Chạy. Mang con cua này để về đây nhé các bạn nhá. Cho vào cái xô này. 4 con rồi các bạn ơi. Tiếp xe nào, ra đây xe nào. Wow, ui. Các bạn có biết con này là con gì không? Một con ốc đồng này, các bạn ơi to chưa? Wow, trời trời. Quá là kinh khủng khiếp luôn các bạn, to thật. Nào, xoay tiếp xe nào. Ở cái rãnh này xem còn con gì nữa không. Ui, ở đây hết rồi. Ở đây hết rồi các bạn ạ. Lại đi tìm rãnh khác thôi. Đây rãnh này trên này xem nào.
Đây này các bạn ơi, mình soi được một bạn cua rất là tí hon này các bạn. Để mình bắt cho các bạn xem này. Wow, ui. Đây 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 đây, bạn chạy nhanh quá các bạn ạ. Ui. Đây bạn bò đây này. Ui, đây này các bạn ơi. Mình soi được một bạn cua tí hon luôn các bạn ạ. Ui. Ở đây có cái quả gì thế này các bạn ơi? Quả trứng gì đây? Cha cha màu. Mình nhận được quả, ui, quả trứng màu xanh. Ở bên trong có cái gì các bạn ạ? Để mình thử mở ra xem nào các bạn ơi. Ui các bạn ơi, ở bên trong có hai con cá vàng này, đẹp chưa? Ui sao lại có hai con cá vàng lại chui vào cái quả bóng này các bạn ạ? Mình giải cứu được ra được hai con cá này cho nó bơi đây này các bạn ơi. Đẹp quá các bạn ạ. Bạn cá ơi, mình sẽ thả bạn ở đây nhá, bạn bơi nhá. Ui giờ mình đi tìm tiếp xem nào. Giải cứu hai bạn cá các bạn, cho bạn ấy bơi ở đây. Ui hai bạn ốc này to kinh khủng khiếp này các bạn ơi. Xoay lên một đôi ốc này các bạn ạ. Bắt cả ốc này các bạn ạ, mang về nhà mình nuôi các bạn ạ. Ốc đồng đấy các bạn ơi, cho vào cái xô này của mình. Rồi mình cho vào cái xô này có phải ba con ốc của đấy, một con cua to lắm các bạn. Mình kéo cái khung này của mình đi tìm cua tiếp nữa các bạn ơi. Ui đây có xoay thấy một, đây một con rồi các bạn ạ. Bạn ấy nằm im nữa này các bạn ơi. Ấy cua ban đêm đi soi đi kiếm ăn là nhìn thấy rất là dễ luôn các bạn, nhưng ban ngày nó nhìn thấy mình là nó chạy đấy các bạn. Ban đêm này nó bị quá ánh đèn là nó không nhìn rõ đâu. Mình nhìn thấy cua rất là dễ luôn các bạn. Ui nước nó cạn nữa, cua lên mình chỉ được bắt thôi. Sang rãnh này. Ui đây lại thấy một con như thế này các bạn ạ. Ở chỗ cái đèn của mình này to chưa. Ui bạn ấy chạy rồi này, ở này dưới đám cỏ này các bạn ơi. Đẹp quá các bạn, nhiều cua thật. Ui chạy đi đâu, đây rồi. Ui trời khỏe thế các bạn. Đây rồi bắt ở đây rồi các bạn ơi, muốn cua càng này to chưa. Ui cho đây nhiều cua phết rồi các bạn ạ, nó ẩn theo cái khóe này. Ui còn ếch này, cua tiếp đi tìm tiếp nhá. Nào lại ra đây xem nào, đây hết cái đây xem thấy không các bạn ạ. Ui đây rồi, thấy hai con rồi các bạn ơi. Ui cua nó nhìn thấy mình nó chạy nhanh thế các bạn ạ. Ui nước trong xoay rất là dễ luôn các bạn. Đây một con nữa này. Ui bạn này rất là hiền, không như hung dữ như bạn kia các bạn. Ui để mình bắt bạn này. Cha đây rồi các bạn ơi, nhiều cua thế. Đây còn một bạn này nữa các bạn ạ, hung dữ chưa này, chạy tận ra đây này. Ui càng to quá, toàn cua càng thôi, cua đồng đấy các bạn. Đi soi đây mà bắt được toàn cua đồng như này về sướng thật các bạn ạ.